Hello cả nhà, thể theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay chị sẽ tạo ra một cái con quay mới. Nó có hai dòng mà cái dòng của nó nặng nha mọi người. Đây, bởi vì chị rất là thích Spigen cho nên chị sẽ sử dụng Spigen để chị tạo ra cái combo đó nha. Cái mặt thì chị sẽ lấy Spigen nè. Đây là một cái mặt quay của dòng Nadoba. Đây, ba bộ phận như thế này. Xong rồi, một cái disc. Chỉ có disc Belio mới dùng được nha mọi người. Cái disc của Ranarac hay là cái disc của Papnir thì mình cũng không có sử dụng được, bởi vì nó không có gắn vô được. Cái đế thì chị sử dụng cái đế cao. Đế nếu mà lùng lùng thì chị sợ nó bị thua chống gì hết trơn á, cho nên chị sử dụng cái đế cao nè. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bộ phận này. Giờ mình sẽ ráp thành một cái con quay mới. Sau đó mình sẽ đưa nó đi đấu thử coi là nó có thắng được bao nhiêu con ha. Đó, mình đã tạo ra được một cái combo mới rồi. Mọi người có thể lấy cái dòng sắt này cũng được nha. Bạn nào mà chơi Nado thì sẽ biết cái dòng này. Bây giờ mình sẽ cho con Spigen biến thể này đấu với mấy con quay này. Đóng con quay luôn. Coi thử nó thắng được bao nhiêu con ha. Yeah, let's go. Nào. Ok. Một dáng thôi nè. Con đó thì nó ngậm ra con này, nhưng mà con này nó lấy con đó thì đồng nghĩa là nó sẽ thua. Bé mà con kia. Nhậu lại qua trái. Thì nhốt là có chua rồi. Con này chắc bớt luôn. Nó cân bằng, nó mạnh, nhưng mà để yếu rất là. Nó sai sót ở chỗ là con khác đây. Thua rồi đó. Mấy con. Mấy con cũng cố gắng. Thì nó phải cố gắng đến cuối cùng. Nó làm như nó có chi chí. Như vậy. Con bây giờ cũng thua rồi thôi. Chắc rồi. Vakuray nè, nhìn này biết Vakuray thua rồi. Vakuray phải dùng combo vậy. Đế của Achilles thì nó mới mạnh. Cái con Spigen này nó mạnh sẵn rồi. Vakuray thì bọn đế rồi. Đúng rồi. Nói cha con quay phải rồi. Nhỏ.
thôi bỏ, bỏ đi, bỏ đi. Đừng có đụng nữa rồi. Anh sẽ khóc trong nỗi đau này. Ok tiếp. Yêu thì là yêu xèo. Này bù lây hả? Bù lây bù lây. Dê bù lô. Dê năm. Bù lô. Dê năm. Thank you.
bát rồi. Ê, nhà không nè. Bởi tỉnh nha bởi tỉnh. Trong bởi tỉnh xe ra không rồi. Không biết còn xe lét. Ê. Khỏi khỏi. Yêu sao chưa một chút biết nghe. Nó trâu chay cái xịn răng luôn á. Nó mém nguyên rồi. Có thể nguyên thôi nhưng mà đây nè. Nó đúng trâu luôn nhưng mà ok. Bây giờ cái con mồng rất là có cơ hội để thắng nó. Nó rất là mạnh. Đây, tháp điên. Nó hút lực. Hút lực nhưng mà nó bị lồn hơn. Cũng có gần thôi à. Tổng cướp con này nó thua ba con này thôi. Nó thắng đấm này luôn. Mọi người thử đi. Nhớ thử.